nhớ lại những ngày ở cạnh Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tác giả Nguyễn Hữu Duệ Phần 2 Tiếp theo Chuyện ông Mẫu, ông Đính Còn ông Vũ Văn Mẫu Tôi được gặp ông khi ông vào trình diện Tổng thống trước khi đi hành hương ở Ấn Độ. Mặc dầu khi gặp ông, tụi tôi vẫn đứng dậy chào một cách lễ phép nhưng thấy dáng điệu của ông không được tự nhiên mấy khi đáp lễ. Ông vào phòng tổng thống không lâu lắm, độ 10 phút sau. Ông sang phòng ông Nhu và ở đó khá lâu. Ông Nhu ra lệnh cho mang máy thâu băng vào để ông nói vào đó. Tôi không biết ông đã nói những gì, nhưng ông Trần Sử là bí thư của tổng thống. Có kể với tôi rằng ông mẫu có làm đơn xin đổi thêm 4.000 đô la nữa và được tổng thống chấp thuận. Sau này, ông được làm thủ tướng lúc Cộng sản sắp vào và chưa kịp trình diện nội các thì đã bị Việt Cộng bắt. Chuyện về tướng đính và ông luyện sau đây, tôi được anh em cần về kể lại. Vì xảy ra ngày tôi chưa về cạnh tổng thống. Khi tổng thống lên Pleiku Lúc ấy, Thiếu tướng Tôn Thất Đính làm tư lệnh quân khu 2. Phái đoàn của tổng thống khá đông, có mấy vị đại sứ và cả ông Luyện đi thăm khu dinh điền. Gặp hôm trời mưa, đường trơn, tổng thống đã thay giày bốt, riêng ông Luyện vẫn đi giày thường. Thiếu tướng Đính phải ra lệnh lấy giày vải nhà binh cho ông Luyện thay. Khi mang giày đến, Thiếu tướng đính bèn quỳ xuống cởi giày cho ông luyện trước sự ngạc nhiên của tất cả sĩ quan và phái đoàn. Sau khi đảo chánh, tôi được đổi về sư đoàn 25 làm tham mưu phó hành quân kim trưởng phòng 3. Đại úy Trịnh Tiến là trưởng phòng 2 cũng kể với tôi như vậy. Đại úy Tiến lúc đó ở bộ tư lệnh quân đoàn 2. Đơn vị cuối cùng của anh là đại tá trưởng phòng 2 quân đoàn 2 tôi hỏi ông luyện việc này ông nhận là đúng ông nói thêm chắc ông đính nghĩ mình là con cháu trong nhà nên có cử chỉ ấy ông nói ông đính nhận là con nuôi ông cẩn và gọi tôi là cậu xưng con một chuyện khác cũng liên hệ tới giày xảy ra ngày tổng thống đi thăm khu dinh điền tánh linh và ở lại đó đêm thứ bảy theo chương trình sáng chủ nhật, tổng thống dậy lúc 7 giờ và xem lễ lúc 8 giờ ở nhà thờ gần đấy. Nhưng tổng thống dậy sớm, bảo sĩ quan tùy viên gọi dậy nói xin cha xứ cho tổng thống xem lễ sớm hơn, vào lúc 7 giờ thay vì 8 giờ. Khi ông thay quần áo, người lính đi theo lo việc này tối hôm trước đi ngủ với mấy người bạn ở đơn vị giữ an ninh chưa về kịp. Đại úy cảnh là sĩ quan cần về, vội mang giày vào để ông thay. Thấy vậy, ông câu mày hỏi. Thằng nỡ đâu mà phải lo việc này? Tôi kể việc này để quý vị độc giả có dịp biết thêm về người và việc. Khi đảo chánh lật đổ tổng thống, tướng đính gọi là làm cách mạng để lật đổ chế độ phong kiến gia đình trì trong khi tướng đính nhận là con cháu trong nhà con nuôi ông cẩn gần đây đọc cuốn hồi ký của tướng đính tôi thấy sợ cho tình người viết sao cũng được việc tổng thống diềm dùng người tôi hỏi ông luyện cụ đã đọc quyển sách do ông đỗ mậu viết chưa có người đem cho tôi một cuốn nhưng tôi không đọc tôi nghĩ đọc để mà thoải mái chứ đọc mà bực mình thì đọc để làm gì tôi hỏi thêm thế cụ nghĩ sao khi người ta phàn nàn là tổng thống không biết dùng người nên mới xảy ra vụ đảo chánh để đến nỗi chết thì tôi đã kể với anh rằng khi mới về tìm được người hợp tác rất là khó anh xem sau đảo chánh qua bao nhiêu là chánh phủ mà có ai thành công đâu và có ai được khen là biết dùng người đâu vì mình chỉ được huấn luyện theo người pháp và họ nào có muốn đào tạo mình thành các cấp lãnh đạo giỏi đâu tôi đồng ý với anh là ông diệm không dám làm mạnh để đưa các người trẻ ra nhưng nếu làm nhanh quá sẽ gây nhiều xáo trộn và chưa chắc đã thành công vì vậy ông dành mọi phương tiện cho các trường đại học nhất là trường võ bị đà lạt trường quốc gia hành chánh, trường thiếu sinh quân, trường quốc gia nghĩa tử, vân vân. Hy vọng sau này đào tạo nhiều cán bộ trẻ, giỏi để gánh vác việc nước. Thật ra những người như Đính và Mậu Hay Đôn, Khiêm, Minh đều là sĩ quan cao cấp cũ. Các sĩ quan trẻ thì cấp bậc còn thấp quá nên chỉ thay thế dần dần mà thôi. Đó cũng là sự khó khăn của ông để đến nỗi chết lại còn kéo theo cả anh Nhu và anh Cẩn tôi nữa. Gia đình tôi có sáu anh em trai. Anh Khôi tôi thì cộng sản giết và ba anh tôi thì bị người quốc gia giết. Chỉ còn tôi và Đức Cha phải lưu lạc nơi quê người. Có bao giờ Tổng thống và cụ nghĩ đến việc sẽ có ngày xảy ra biến cố và gia đình gặp tai biến mà lo có tiền bạc nhà cửa ở ngoài quốc để phòng khi tai biến xảy ra không? không chưa bao giờ anh em tôi nghĩ đến chuyện này ông diệm rất vững lòng tin vì ông nghĩ suốt đời ông chỉ lo cho đất nước thì việc gì ông phải lo sợ ông luôn luôn nhắc anh em tôi rằng mình làm việc cho quốc gia để giữ tiếng tâm cho gia đình họ ngô từ bao đời nay rồi nếu lợi dụng để lo cho được giàu có thì có nghĩa gì để tôi kể cho anh nghe một chuyện mà khó ai có thể tin được. Anh biết không? Hồi đó tôi xin nghỉ hai tuần lễ về thăm mẹ tôi đâu. Khi mẹ tôi khỏi, tôi về Sài Gòn nghỉ. Tôi thích đánh gôn nên nhiều lần lên sân gôn ở gần nhà thương Cộng Hòa chơi. Tôi thường chơi với mấy bạn người Pháp và mấy người Tàu. Vui vẻ lắm. Họ chơi giỏi hơn tôi nhiều. Sau khi chơi xong thì rủ nhau đi ăn và uống rượu. Có một lần, mấy người tàu rủ vào chợ lớn ăn ở một cái xe clê. Ăn cơm có nhiều món ngon lắm, nhưng đặc biệt tôi thích nhất là mấy thứ đậu hũ. Có thứ đậu hũ ăn ngậy và béo, nhưng mùi hơi thúi. Tôi chưa hề được ăn bao giờ. Tôi khen ngon, nhưng mấy người bạn Pháp thì không dám đụng đũa một người bạn tàu mới ở hồng kông sang du lịch nói với tôi ông sành ăn lắm món đậu hủ này do tôi đề nghị rất khó làm vì rất công phu nhưng ở đây làm không ngon bằng hồng kông nhất là do gia đình tôi làm thì ngon lắm tiện đây tôi mời quý vị thứ bảy này đi hồng kông nghỉ và đến nhà tôi ăn cơm tôi sẽ đưa quý vị đi thăm một số phong cảnh ở đó một người Pháp, một người Tàu và tôi nhận lời đi. Tối hôm ấy hắn mời khách lại nhà ăn cơm và ngủ ở nhà hắn. Nhà rất lớn và sang trọng. Cơm ăn đặc biệt có nhiều món đậu hũ. Riêng món đậu hũ thúi thì ngon hơn ở chợ lớn nhiều. Cũng có nhiều món rau xào lạ lắm. Món mặn thì chỉ có hai món cá và ngỗng quay ăn xong tụi tôi chơi mặt trượt đến khuya sáng hôm sau đi ăn sáng và xem phong cảnh ở hồng kông tôi cũng đi hồng kông nhiều lần nhưng không có người hướng dẫn sành sỏi nên không thích mấy đi chơi với hắn thì vui lắm và ăn nhiều món lạ có nhiều món rất sơ sài nhưng ngon miệng lắm tôi chưa được ăn bao giờ chiều về đến tân sơn nhất có ông phó tổng giám đốc quan thuế và một nhân viên ra đón ngay ở phi cảng. Ông có vẻ băn khoăn lo lắng và nói với tôi. Thưa cụ đại sứ, xin cụ hiểu cho sự khó khăn của tụi con. Nhưng đây là lệnh của tổng thống. Tụi con phải thi hành, xin cụ cho tụi con được xem hành lý của cụ. Tôi ngạc nhiên vì xưa nay đi đâu, kể cả ngoài quốc, chưa ai khám xét hành lý của tôi cả. Vì mình là nhân viên ngoại giao cao cấp đi bằng thông hành ngoại giao. Thế mà về nước mình lại bị khám xét bởi lệnh của Tổng thống. Tôi bình tĩnh trả lời. Tôi đi chơi chứ không phải đi công vụ. Chả cần có lệnh Tổng thống cũng vậy. Các ông cứ làm đúng phần sự của các ông. Tôi mang theo cái vali mang từ Anh Quốc về nên khá to sau khi khám xét xong thấy chả có gì anh này cứ xin lỗi tôi hoài và có vẻ lo lắng tôi cảm ơn lên xe ra về về tới dinh gia long tôi vào thẳng phòng ông diệm với vẻ bực bội gặp tôi ông cười hỏi sao chú chắc khó chịu lắm phải không tụi nó cứ nói ra nói vào và báo cáo với tôi rằng chú đi hồng kông để giúp tụi tàu chuyển bạc về việt nam ngày đó tụi việt cộng có nhiều tiền việt nam để ở hồng kông lắm mà không sao mang vào việt nam được nên tôi phải cho khám để tụi nó khỏi xuyên tạc và sau này tụi nó không dám báo cáo bậy nữa và cũng để quan thuế không nể nang một người nào cho họ dễ làm phận sự của họ anh biết không? Ông Diệm có vẻ thích thú lắm và cười ra tiếng. Ông Luyện hỏi lại. Thế nếu tôi làm bậy thật thì anh không sợ mang tiếng sao? Anh em mình ở với nhau từ nhỏ đến giờ. Tôi không biết tính chú sao? Nếu chú làm bậy, tôi cũng trả bên chú. Sau đó tôi sang gặp ông Nhu nghe chuyện tôi kể ông nhu cũng ngạc nhiên tôi về phòng nghĩ còn tức nên mời tuyến bác sĩ tuyến và thuần bộ trưởng phủ tổng thống đến kể cho họ nghe hy vọng họ biết ai đã báo cáo bậy về tôi hai ông này thề không biết gì và tôi thấy họ ngạc nhiên hết sức không hiểu tại sao tổng thống lại làm như vậy tuyến cho tôi biết thêm là cụ có nhiều tin báo cáo thẳng mà chính ông cùng ông Nhu cũng không biết. Vụ nhà thầu Pháp Ông Luyện kể cho tôi nghe một chuyện nữa. Có mấy người Pháp học cùng trường kỹ sư với tôi, đến phàn nàn với tôi về việc đến thầu xây cất nhà máy đường. Chắc là nhà máy đường Hiệp Hòa ở Đức Hòa bị ông Thuần, Bộ trưởng Phủ Tổng thống xử ép vì họ trúng thầu rồi mà ông nguyễn đình thuần lại muốn giúp cho nhà thầu mỹ được tôi hỏi ông diệm tại sao lại như vậy ông trả lời rằng chưa được ông thuần trình báo và muốn cho công bằng ông bảo tôi ngồi đợi ông thuần mang hồ sơ lên trình để hỏi cho rõ trước mặt tôi ông thuần mang hồ sơ lên trình và có ý kiến là tuy nhà thầu pháp trúng thầu thật nhưng ông ngại nhà thầu Pháp không có kinh nghiệm và máy móc ông nghĩ là của Mỹ tốt hơn. vả lại tiền này là của viện trợ Mỹ nên ưu tiên cho họ. Thấy ông Thuần có ý chê kỹ sư Pháp học cùng trường với tôi nên tôi hỏi lại. Thế đấu thầu để làm gì? Cứ theo điều lệ sách thì phải thi hành cho đúng chứ. Ông Thuần nể tôi không dám cãi, và ông cụ lại sợ hai bên mất lòng nhau nên bảo "Thôi, việc này để tôi xem lại." Sau khi nghe nói người Pháp được trúng thầu, tôi cũng biết tổng thống ngoài những tin của bác sĩ Tuyến và tổng nha cảnh sát công an, ông còn có nhiều tin của các nơi báo cáo cho ông nữa. Bác sĩ Tuyến kể với tôi nhiều lần ông gọi Tuyến lên và cho xem báo cáo về hoạt động của Việt Cộng ở Sài Gòn, nơi tụi nó liên lạc và đóng quân ở các vùng nữa, mà ông Tuyến thấy nhiều tin rất đúng. Có một lần Trung tá Hùng là tham mưu trưởng biệt bộ phủ tổng thống và đại úy bằng là sĩ quan hầu cận được một trưởng ty cảnh sát mời ăn ở một tiệm sang ở Sài Gòn. Uống rượu say sưa làm ầm ĩ thế mà cũng có người báo cáo đến tai ông. Ông giận lắm, gọi hai ông này lên la mắng. Lần đầu tiên tôi thấy ông la to như vậy với các nhân viên ở gần ông. Thường khi ông nói rất nhỏ nhẹ, gọi chúng tôi bằng anh và không bao giờ la mắng. Ông coi tụi tôi như trong gia đình. Sau vụ ấy, các nhân viên cao cấp trong phủ tổng thống được một văn thư của ông Đổng Lý Quách Tầm Đức đại ý như sau. Tổng thống dạy các nhân viên làm việc cạnh tổng thống phải giữ tác phong để giữ uy tín cho phủ tổng thống. Cấm ngặt không được bê tha vào các nơi trà đình tủ điếm ăn uống say sưa để dân chúng phàn nàn. Các nhân viên cao cấp đều phải ký vào văn thư để nhận rõ là đã được lệnh này tôi cũng phải ký và từ đó tụi tôi chả dám nhận lời mời của ai đi ăn tiệc cả trừ khi đi với bạn bè và gia đình chuyện đức cha thục tôi cũng hỏi ông luyện về đức cha thục cháu nghe người ta đồn đức cha muốn lên hồng y nên cố gắng hoạt động để có thêm người rửa tội vào đạo công giáo chuyện này hư thực ra sao sao có vụ ấy được nếu ông diệm không làm tổng thống thì có thể vì đức cha quá thâm niên những người bạn của ngài học cùng ở la mã nhiều người làm hồng y lắm nhưng việt nam bị chia cắt và tòa thánh cũng khôn ngoan lắm bên đời em làm tổng thống thì anh làm hồng y sao được có cái các ông thầy tu thì ông nào cũng mong nhiều người theo đạo của mình thấy có thêm được con chiên thì thích lắm đức cha cũng vậy ông duệ biết không ngày học ở la mã ngài có đến bốn bằng tiến sĩ và cả trường ai cũng phục ngài anh biết không ngày đức cha simon hòa hiền được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục sài gòn thì mọi người cũng đồn đại là đức cha thích về làm chỗ ấy và tổng thống cũng vận động với tòa thánh về việc này thật ra là vô lý vì tổng thống quý đức cha hiền lắm có lần ngài gặp rắc rối về pháp lý chính tổng thống phải đứng ra dàn xếp một sáng ngài dậy sớm tự lái xe đi có việc mà không gọi tài xế vì quá sớm rủi đụng gãy chân một người đàn ông mà ngài không có bằng lái xe. Gia đình họ kiện. Mặc dù vụ này không có gì to tát, nhưng về pháp lý thì rắc rối. Chả nhẽ để gọi một vị giám mục ra tòa, nên Đức Cha Thục phải nhờ Tổng thống can thiệp cho ngài. Rất nhiều người phải đến dàn xếp với người bị nạn để xin bãi nại và phải thu xếp cho người này một việc làm mới xong ngày đức cha được bổ nhiệm làm tổng giám mục huế ông rất mừng kể cả tổng thống nữa ông nói thật là thiên chúa đã sắp xếp cho gia đình tôi để đức cha về huế gần mẹ già và phụng dưỡng mẹ lúc cuối cuộc đời còn gì đau khổ hơn cho ngài là lúc về già mà chết một lúc ba người em và mẹ già lúc chết ông không được nhìn mặt thêm một việc nữa là khi ở La Mã, Đức Hồng y Bộ trưởng của Tòa Thánh mời ngài đến để xin ngài từ chức tổng giám mục Huế và ngài sẽ nhận chức tổng giám mục của một địa phận chỉ có tên trong kinh thánh. Nên ngài bị dao động mạnh. Vì vậy ngài bị đám của Đức cha Lefebvre mua chuộc, mời ngài phong chức cho một số giám mục và linh mục của họ. Chuyện bà Nhu ông Cẩn còn về bà Nhu, mọi người đồn là giàu có lắm. Bà có mấy dãy phố buôn bán ở Paris và có đồn điền ở Ba Tây nữa. Tuy không tin, nhưng cháu cứ nghĩ là bà cũng có ít nhiều. Nay gặp cụ, cháu mới biết bà chả có gì. Bà Nhu thì bây giờ ai cũng biết bà chả có gì. May quá, Đức Cha Thục có quen một bà bá tước giàu có nên bà cho ở nhờ một thời gian và mấy đứa con đứa nào cũng học giỏi thành tài cả cháu lệ quyên và cháu quỳnh đều dạy đại học ở la mã còn trác thì tốt nghiệp đại học và lấy vợ rồi cháu nghe nói giữa đức cha và ông cẩn ở ngoài trung có nhiều va chạm xảy ra tôi chả tin anh biết gia đình tôi thế nào rồi đức cha là nhất Tôi và anh Cẩn thì kém tuổi đức cha nhiều lắm, nên sợ ngài như cha. Ông Cẩn đâu dám va chạm với ngài. Phả lại có gì để mà va chạm. Đức cha chỉ lo cho giáo hội. Ngài đang chú tâm sửa lại nhà thờ Phú Cam. Có để ý gì đến việc chính trị đâu. Ngày ông luyện ở San Diego chơi với tôi cả tuần lễ. Tôi mời ông đi xem sở thú và SeaWorld cùng phong cảnh trong vùng ông đều từ chối và nói mấy câu làm tôi cảm động anh nghĩ tôi còn vui gì mà đi xem phong cảnh tôi chỉ muốn đi gặp đồng hương ai tôi cũng thích miễn gặp người để tâm sự là tôi mừng rồi vì vậy tôi đưa ông đi thăm các cha cả các chùa và một số thân hào nhân sĩ ở san diego gặp ông ai cũng vui vẻ và cũng có nhiều người tới thăm ông nữa. Ông nói chuyện rất cởi mở và thành thực. Ông ngủ rất ít, chỉ độ 3-4 giờ một ngày và hút thuốc lá liên tục, ngày đến hai gói. Chuyện ông luyện. Hôm dự lễ cầu hồn cho tổng thống và ông nhu ở nhà thờ Linda Vista. Thấy đồng bào đến chật nhà thờ và nghe cha giảng về tổng thống ông cảm động chảy nước mắt và nghẹn ngào khi lên cám ơn ngày hôm sau anh em ở orange county xuống đón ông lên trên ấy để dự lễ cầu hồn cho tổng thống tôi đi cùng và ở nhà ông cao xuân vĩ ban tổ chức có mời cả thiếu tướng nguyễn cao kỳ và trung tướng nguyễn bảo trị dự lễ nữa theo anh em đề nghị thì để Thiếu tướng Kỳ đến đón ông ra nhà thờ. Nhưng ông bạn để ông đến đón Thiếu tướng Kỳ vì Thiếu tướng Kỳ là khách và đã từng làm phó tổng thống. Để tỏ lòng cảm ơn và kính trọng, tôi nghĩ ông đúng là một nhà ngoại giao. Ông nói với tôi và anh em là được dự lễ cầu hồn cho tổng thống ở San Diego và Orange County làm ông xúc động và an ủi vô cùng hôm sau khi đang ăn sáng thì được điện thoại là đức cha thục ở dòng đồng công bị đau nặng và đang nằm nhà thương anh em ai cũng bận nên tôi đi cùng ông sang nhà dòng đồng công trên máy bay khi từ toilet ra dây lưng bị đứt khiến quần ông muốn tụt ra vì ông mặc đồ cũ từ ngày xưa nay ông ốm đi nhiều tôi phải tháo dây lưng của tôi cho ông dùng Tôi cảm thấy thương ông Vì ông nói rằng cả chục năm nay Ông chưa may quần áo mới và thay dây lưng Khi đến nơi Gặp ông Trường là chủ một khách sạn lớn ở New York sang Mang theo một bác sĩ Việt Nam Tôi nhớ bác sĩ tên là Nghiêm thì phải Sau đó Đức Cha bình phục dần Và được các tu sĩ ở nhà dòng trong non tận tình lắm Khi ở nhà dòng, tôi được gặp đức cha của, cha Cao Văn Luận và mấy cha tôi quen ở Huế nữa. Tôi ở lại ba ngày với ông, rồi về California. Trước khi về, tối hôm ấy ở motel, ông nói với tôi. Ở Việt Nam tôi chỉ gặp ông vài lần và không biết nhau nhiều. Sang đây vì ông thương ông cũ mà lo cho tôi hết lòng. Tôi thật cảm ơn ông nhiều. Và không bao giờ quên được những ngày ở gần nhau tôi thưa như vậy cụ rõ là anh em thương tổng thống đến mức nào ông mở ví móc hết tiền ra và nói như tôi đã kể với ông là tôi nghèo lắm khi đi chỉ mang theo có sáu trăm đô la và chưa tiêu một đồng nào vé máy bay và khi ở New York được ông trường lo cho. Đến San Diego được ông lo cho mọi thứ, kể cả vé máy bay sang đây. Nay tôi đề nghị chia đôi số tiền này. Ông lấy 300 đô la gọi là tiền tôi góp vào tiền máy bay ông mua cho tôi. Thật chả đủ vào đâu, nhưng là tấm lòng của tôi. Tôi từ chối. Cụ càng nghèo, con càng thương cụ chắc nếu cụ giàu có như gia đình của các quốc trưởng khác chắc gì cụ đã cần đến con con xin cụ cứ tự nhiên để con có chút kỷ niệm với cụ và để nhớ đến tổng thống ông nắm tay tôi và chảy nước mắt làm tôi cảm động khi về pháp ông viết cho tôi một lá thư khá dài để cảm ơn nhắc lại cái dây lưng và nói sẽ giữ suốt đời để làm kỷ niệm tôi xin phép nhà văn lữ giang trích mấy dòng trong cuốn sách những bí ẩn lịch sử đằng sau cuộc chiến việt nam để kết luận nhận xét về tổng thống diệm và anh em của người tất cả những người trong dòng họ ngô đều có lòng yêu nước nồng nàn cả dòng họ đều nuôi quyết tâm để giành lại độc lập cho quê hương và không khuất phục trước mọi khó khăn cụ ngô đình khả bị sa thải vì không hướng dẫn vua thành thái theo ý muốn của người khác và không ký tên vào tờ biểu yêu cầu vua thành thái thoái vị theo lệnh của không sứ pháp ông ngô đình khôi bị mất chức vì có các hoạt động chống pháp và bị giết vì mưu toan ngăn chần sự thống trị của cộng sản trên đất nước ông ngô đình diệm và ngô đình nhu đã bị hạ sát vì chống lại việc hoa kỳ muốn can thiệp trực tiếp vào miền nam việt nam